Cận cảnh người phụ nữ rất là giàu ở Đà Lạt chép kinh bằng tay nha cả nhà. Hôm nay mình rất là bất ngờ luôn á, được gặp chị chép những cái cuốn kinh bằng tay luôn mọi người. Mình không nghĩ rằng là chị lại có tâm như vậy luôn. Lúc mà gặp chị nghe nói chuyện là chị là chủ của khách sạn Vũ Gia, rồi kiểu làm ăn thành công thành đạt, và chị rất là dễ thương, nói chuyện rất là nice luôn, mình cảm thấy là vui. Nhưng mà khi mà chị dẫn qua nhà chị ngồi nói chuyện chung thì mới thấy chị là người rất là có tâm với Phật luôn, là ngày nào chị cũng chép kinh. Và vì chị nói là chị đã có duyên với Phật nên là chị rất là tin tưởng, và cái bàn thờ của bên chỗ nhà chị thờ cũng rất là trang nghiêm, mà mình thấy trời ơi, quá dễ thương luôn. Thật ra cái việc mà chép kinh thì mọi người biết là cũng có nhiều người làm, nhưng mà duy trì được kiên trì cũng như mà sự cố gắng thì không phải ai cũng làm được, mà đặc biệt là những người thành công như chị, sống trong một ngôi nhà giàu có, là chủ khách sạn, đi xe xịn, nói chung là nhiều thứ như thế này mà lại có thể làm những hành động như thế này thì đáng ngưỡng mộ rất nhiều. Và ngày hôm nay rất là hạnh phúc khi mà lên Đà Lạt được làm show đám cưới cho em gái của chị, một trong những người rất là thành công giàu có. Gia đình chị này thì không có gì ngoài bất động sản, tại kinh doanh bất động sản, mà còn nghề khách sạn chỉ là nghề phụ thôi. Đó, mình hưởng thụ cuộc sống trong nhà giàu thử. Ầu ơi, dí dầu đúng đây mà nhà của người ta, mình là sai bên tứ nha cả nhà.